nhóm cử tri đặc biệt mang lợi thế cho ông Trump. Máy bỏ phiếu gây xôn xao vì lỡ chọn bà Harris thay vì ông Trump. Đảng Dân Chủ chuẩn bị cho kịch bản ông Trump tuyên bố thắng cử sớm. Nhóm cử tri đặc biệt mang lại lợi thế cho ông Trump. Thưa quý vị các bạn, tại cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang thắng thế trước cựu Tổng thống Donald Trump trong nhóm cử tri nữ nói chung. Tuy nhiên, bức tường ủng hộ đó vẫn có một lỗ hổng lớn. Ông Trump từng bước dẫn trước các đối thủ Đảng Dân Chủ một khoảng cách lớn trong nhóm phụ nữ da trắng không có trình độ đại học vào năm 2016 và 2020, dù chật vật thu hút các nhóm phụ nữ khác. Các ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa đã giành được gần 3/5 số phụ nữ da trắng tầng lớp lao động cho các cuộc đua vào năm 2004, 2008 và 2012. Ông Trump còn gây dựng được lợi thế lớn hơn khi thu hút tới 2/3 trong cả hai cuộc đua năm 2016 và 2020. Nhóm cử tri này nổi lên như một yếu tố quan trọng, thậm chí có khả năng quyết định nỗ lực tranh cử vào Nhà Trắng lần thứ 3 của ông Trump. Rất nhiều người trong số họ không dành thiện cảm cho cựu Tổng thống, nhưng cũng rất thất vọng về chính quyền của Tổng thống Joe Biden, đặc biệt là về vấn đề lạm phát và vấn đề biên giới. Họ tập trung nhiều ở Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, ba bang từng là bức tường xanh, nơi Đảng Dân Chủ đã giành chiến thắng trong mọi cuộc bầu cử Tổng thống kể từ năm 1992 tới năm 2012. Tuy nhiên, ông Trump đã từng lật ngược tình thế tại ba bang này vào năm 2016, và sau đó Tổng thống Joe Biden giành lại chúng trong cuộc bầu cử năm 2020. Để giành thắng lợi cuối cùng, bà Harris không cần phải giành được thiện cảm từ tất cả trong số họ, nhưng cũng phải duy trì một mức độ ủng hộ nhất định. Một cuộc thăm dò ý kiến của Đảng Dân Chủ thừa nhận rằng họ thực sự chán ngán ông Trump và muốn thay đổi, nhưng họ cũng lo lắng về điều đó. Họ nghĩ rằng nền kinh tế thực sự tốt hơn dưới thời ông Trump. Phe Dân Chủ đã nỗ lực thu hút nhóm cử tri này bằng nhiều chương trình tiếp xúc cử tri của siêu ủy ban hành động chính trị American Bridge 21st Century. Nhóm này chi tới 140 triệu đô la Mỹ để cố gắng tiếp cận 3 triệu phụ nữ, chủ yếu là phụ nữ da trắng không có bằng đại học, chỉ ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Chiến dịch đã bắt đầu từ năm 2023 bằng cách thường xuyên gửi cho cử tri nữ một tờ báo do nhóm liên kết sản xuất. Một trong những thông điệp mạnh mẽ nhất của nhóm là nhắc nhở cử tri về tình trạng bất ổn và biến động đi kèm với ông Trump. Nguyên tắc của nhóm là ngay cả những thành quả nhỏ với nhóm phụ nữ này cũng có thể tạo ra bước ngoặt mang tính quyết định. Trong chiến thắng tái đắc cử năm 2012 của Tổng thống Barack Obama, ông chỉ giành được lá phiếu từ khoảng 1/3 số phụ nữ này trên toàn quốc, nhưng nhận được sự ủng hộ từ 45% trong số họ ở Michigan, Pennsylvania và giành đa số sít sao tại Wisconsin. Ngược lại, vào năm 2016, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton chỉ nhận được khoảng 40% sự ủng hộ của họ ở cả ba bang, góp phần khiến bà thua tại Michigan, Pennsylvania và Wisconsin với chênh lệch tổng cộng 80.000 phiếu, qua đó để vượt mất chiếc ghế Nhà Trắng. So với bà Clinton năm 2016, Biden năm 2020 đã có những bước cải thiện nhỏ nhưng quan trọng tại Michigan và Wisconsin, góp phần không nhỏ vào chiến thắng của ông tại bang này. Tại Pennsylvania, ông giành được mức ủng hộ tương đương Clinton nhưng lật ngược tình thế nhờ tăng cường sự ủng hộ của cử tri có học vấn tại khu vực Philadelphia. Còn đối với bà Harris, nhóm phụ nữ da trắng thuộc tầng lớp lao động ở ba bang nói trên còn giữ vị trí quan trọng hơn vì bà đang chật vật thu hút cử tri nam, đặc biệt là nam giới da trắng không có bằng đại học, cũng như nam giới da màu, người gốc Latin và trẻ tuổi. Ông William Frey, nhà nhân khẩu học tại một nhóm nghiên cứu phi đảng phái Brookings Metro, tính toán rằng phụ nữ da trắng không có bằng đại học chiếm tỷ lệ lớn trong số những cử tri đủ điều kiện ở ba bang, ở ít nhất mức 1/4 tổng số cử tri. Tỷ lệ này tương đương nhóm đàn ông da trắng lao động chân tay, những người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho cựu Tổng thống Trump. Họ là nhóm cử tri lớn hơn so với đàn ông. Phụ nữ da trắng có bằng đại học hay nhóm đàn ông, phụ nữ không phải là người da trắng. Do đó, nhóm phụ nữ da trắng lao động chân tay là một khối đủ lớn để ngay cả những thay đổi nhỏ trong lựa chọn hay tỷ lệ đi bầu của họ cũng có thể dễ dàng làm thay đổi kết quả cuối cùng. Bài phát biểu của ông Trump trong cuộc vận động tranh cử gần đây tại Wisconsin mang đến cái nhìn rõ nhất về cách ông theo đuổi những cử tri này. Khi đề cập đến những người di cư không có giấy tờ, ông nói họ sẽ đột nhập vào bếp của bạn. Trump không nói những người nhập cư sẽ đi qua cửa trước hay vào phòng khách. Ông nhấn mạnh rằng họ sẽ đi vào bếp, nơi mà nhiều phụ nữ, đặc biệt là trong các hộ gia đình thuộc tầng lớp lao động, có thể dễ dàng hình dung ra cảnh họ đơn độc và dễ bị tổn thương như thế nào. Đây chỉ là một trong những thông điệp từ ông Trump và các đồng minh nhằm đồng loạt khơi dậy nỗi sợ về những người nhập cư không giấy tờ, mô tả bà Harris là người yếu đuối để bảo vệ mọi người khỏi tội phạm, đồng thời nhấn mạnh chỉ có ông mới đủ khả năng làm điều đó. Jackie Payne,
nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành nhóm nghiên cứu Galvanized Action, thừa nhận những lời cảnh báo của ông Trump đã gây được sự chú ý với phụ nữ da trắng thuộc tầng lớp lao động, đặc biệt là người lớn tuổi. Những phụ nữ này đã thể hiện rõ sự sợ hãi xung quanh cuộc khủng hoảng biên giới. An toàn và an ninh của gia đình là ưu tiên hàng đầu đối với họ, và cuộc khủng hoảng biên giới là một mối đe dọa. Nhưng đồng thời theo Penn, đối với nhiều phụ nữ trong nhóm này, mức độ quyết liệt và dữ dội trong lời lẽ công kích của cựu tổng thống với người nhập cư lại đang khơi dậy nỗi lo rằng ông Trump quá gây chia rẽ, dẫn đến bất ổn và hỗn loạn. Ông Penn cho biết ông Trump đang đặt cược những cử tri lo sợ về sự an toàn của họ sẽ bị thuyết phục bởi thông điệp cứng rắn của ông, song cũng có thể sẽ có cử tri cảm thấy khó chịu trước cách ông ấy nói về những người khác. Một vũ khí quan trọng khác của Trump với những phụ nữ da trắng lao động đó là vấn đề kinh tế. Các nhà thăm dò ý kiến đồng tình rằng tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao dưới thời Biden bất chấp việc lạm phát giảm trong những tháng gần đây gần như đã làm lu mờ mọi thành tựu kinh tế mà Tổng thống Biden đạt được. Theo ông, nhiều phụ nữ lao động da trắng đều cho rằng nền kinh tế Mỹ dưới thời ông Trump tốt hơn thời Biden. Cuộc khảo sát toàn quốc công bố đầu tháng 10 của New York Times và CNN cũng củng cố nhận định trên. Trong số những phụ nữ da trắng không có bằng đại học, 54% nói rằng các chính sách của Trump giúp ích cho họ về mặt cá nhân, trong khi 53% nói rằng các chính sách của ông Biden gây tổn hại cho họ. Những người phụ nữ này có thể cảm thấy mối liên hệ cá nhân mạnh mẽ với Harris hơn Biden. Nhưng kết quả thăm dò như vậy cho thấy rõ ràng họ không tin mọi thứ tốt đẹp một cách kỳ diệu vì Joe Biden đã rút khỏi cuộc bầu cử. Mặt khác, phụ nữ da trắng lao động chân tay còn có nhiều khả năng coi cựu Tổng thống Trump là một lãnh đạo mạnh mẽ, người có thể đưa ra những đánh giá tốt trong cơn khủng hoảng hơn Phó Tổng thống Kamala Harris. Những người phụ nữ này có quan điểm trái ngược với ông Trump. Một mặt, họ nhìn nhận ông ấy già hơn, hỗn loạn, thiếu ổn định, đang chia rẽ mọi người, gây bất ổn trong cộng đồng. Nhưng mặt khác, họ thừa nhận rằng ông ấy là một người đàn ông mạnh mẽ và họ thích những người đàn ông mạnh mẽ như vậy. Máy bỏ phiếu gây xôn xao vì lựa chọn bà Harris thay ông Trump. Một video trên mạng xã hội gần đây cho thấy một cử tri Mỹ bấm chọn ông Trump nhiều lần nhưng không thành công. Cuối cùng máy bỏ phiếu lại hiển thị chọn bà Harris. Giới chức sau đó đã kiểm tra thiết bị. Văn phòng thư ký hạt Lauren, bang Kentucky của Mỹ thông báo cho ngừng hoạt động một máy bỏ phiếu trong ngày 31 tháng 10 theo giờ địa phương. Quyết định được đưa ra sau khi một người sử dụng TikTok đăng video cho thấy muốn bầu cho cựu Tổng thống Donald Trump, song cuối cùng máy bỏ phiếu lại hiển thị Phó Tổng thống Kamala Harris. Video dài 16 giây được quay lại tại tòa nhà phụ của tòa án hạt Lauren, nơi được trưng dụng làm điểm bỏ phiếu tạm thời. Trong video, một người liên tục ấn vào ô chọn ông Trump và Phó tướng J.D. Vance trên màn hình cảm ứng của máy bỏ phiếu, song không được ghi nhận. Đến lần thứ 7, ô chọn bà Harris và Phó tướng Tim Wall ở ngay phía dưới lại sáng lên, dù cử tri không hề chạm vào đó. Thư ký hạt Lauren, ông Tony Brown, đảng viên Cộng hòa cho biết, dù nhân viên của ông không thể tái hiện lỗi đó, họ đã cho máy bỏ phiếu trên ngừng hoạt động để mang đi kiểm tra. Theo yêu cầu của ông Brown, một điều tra viên tới từ văn phòng tổng trưởng lý bang Kentucky tối cùng ngày đã tới kiểm tra máy. Sau vài phút thử, người này đã tái hiện được lỗi một lần, song không thể làm được lần thứ hai. Cỗ máy bị lỗi là thiết bị đánh dấu phiếu bầu kỹ thuật số. Cử tri bỏ lá phiếu giấy rồi chọn ứng cử viên của mình trên màn hình. Sau khi rút lá phiếu ra, cử tri kiểm tra để đảm bảo không chọn nhầm, sau đó bỏ phiếu vào máy quét gần đó để nhập lựa chọn. Ông Brown nói trước, chưa từng ai phàn nàn về cỗ máy nói trên và người đăng video cuối cùng đã có thể lựa chọn đúng như ý muốn của mình. Thiết bị này sau đó đã được đưa vào hoạt động trở lại bình thường mà không phát hiện thêm vấn đề gì cả. Văn phòng của Tổng thư ký bang Kentucky, ông Michael Adams, đảng viên Đảng Cộng Hòa cho biết chưa nhận được khiếu nại nào về việc chuyển đổi phiếu bầu. Chiến dịch tranh cử của ông Trump và bà Harris cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Trước đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần đưa ra cáo buộc về gian lận sau khi thất bại trước ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống 2020. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa hôm 25 tháng 10 đe dọa sẽ khiến những quan chức bầu cử và cử tri mong cho là gian lận sẽ phải lĩnh án tù dài nếu ông tái đắc cử. Đảng Dân Chủ chuẩn bị cho kịch bản ông Trump tuyên bố thắng cử sớm. Đảng Dân Chủ Mỹ sẵn sàng hành động nhanh chóng nếu ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump tuyên bố thắng cử sớm. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris chia sẻ trong tuần này rằng Đảng Dân Chủ đã sẵn sàng ứng phó trong tình huống ông Trump làm như vậy. Bà không đưa ra thông tin chi tiết về những sự chuẩn bị đó, nhưng 6 quan chức chiến dịch tranh cử của Đảng Dân Chủ cho biết. Cuộc chiến đầu tiên chống lại bất kỳ tuyên bố thắng cử sớm nào từ ông Trump sẽ diễn ra trước tòa án của dư luận. Họ có kế hoạch phủ các phương tiện truyền thông, xã hội và sóng truyền hình với yêu cầu tất cả các phiếu bầu phải được kiểm trước khi một ứng viên tuyên bố chiến thắng. Một quan chức hàng đầu của Ủy viên Quốc gia Đảng Dân Chủ cho hay, ngay khi ông Trump tuyên bố sai về chiến thắng, họ sẽ sẵn sàng lên truyền hình và cung cấp sự thật
cũng như khai thác mạng lưới rộng rãi những người có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để đẩy lùi vụ việc. Một quan chức cấp cao trong chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết, họ tin chắc chắn ông Trump sẽ tuyên bố chiến thắng sớm trước khi tất cả các phiếu bầu được kiểm đầy đủ. Năm 2020, ông Trump đã tuyên bố mình là người chiến thắng vào sáng sớm, ngay sau ngày bầu cử, hay 3 ngày trước khi các mạng truyền hình đầu tiên gọi tên người chiến thắng. Cuối cùng, ông đã thua ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ chấp nhận kết quả và đưa ra cáo buộc vô căn cứ về gian lận bầu cử. Trong tuần này, cựu Tổng thống cũng nói với các phóng viên, ông hy vọng có thể tuyên bố chiến thắng vào ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, mặc dù các chuyên gia cho biết có thể phải mất vài ngày để biết kết quả cuối cùng. Đội ngũ tranh cử của ông Trump từ chối trả lời câu hỏi liệu ông có ý định tuyên bố thắng cử sớm hay không, nhưng khẳng định sẽ đấu tranh giành toàn bộ số phiếu cho đến khi những điểm bỏ phiếu cuối cùng đóng cửa. Trong khi đó, theo các nhà phân tích, Đảng Cộng Hòa đã chuẩn bị cho kịch bản không công nhận kết quả nếu Trump thua cuộc bằng các vụ kiện gian lận. Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang ở giai đoạn nước rút khi ngày bầu cử đang đến rất gần. Cả bà Harris và ông Trump đều nỗ lực vận động tranh cử tại các bang chiến trường trong những ngày cuối cùng. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy khả năng đắc cử của hai ứng cử viên là rất xích sao. Do vậy, các bang chiến trường có thể quyết định kết quả cuối cùng. Tỷ lệ cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm đạt mức cao kỷ lục. Hơn 62 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2024, phá vỡ kỷ lục ở một số tiểu bang. Tính đến ngày 31 tháng 10, ít nhất 62,7 triệu người đã bỏ phiếu sớm trong mùa bầu cử năm nay, chiếm gần 40% tổng số phiếu bầu năm 2020. Ngày bầu cử chính thức là ngày 5 tháng 11 tới đây. Quan chức phụ trách bầu cử ở Georgia, ông Brad Raffensperger cho biết hơn 3,5 triệu người ở bang này đã bỏ phiếu, chiếm 45% số cử tri đã đăng ký. Đây là một con số cao kỷ lục. Ông Raffensperger cũng dự đoán có khoảng 70% người dân Georgia sẽ bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử này. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris và Donald Trump đang cạnh tranh xít sao về số phiếu bầu. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đã khuyến khích mọi người đi bỏ phiếu sớm. Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama đều đã đi bỏ phiếu sớm. Trước đó, cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, đã tỏ ra hoài nghi về tính công bằng của việc bỏ phiếu sớm. Nhưng hiện tại ông đã chấp nhận phương thức này. Ông Trump khuyến khích những người ủng hộ mình đi bỏ phiếu sớm bất cứ khi nào họ muốn. Tiến sĩ Michael McDonald, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Florida cho biết, số lượng lớn phiếu bầu sớm giúp các ứng cử viên Tổng thống tập trung nhiều hơn vào các nỗ lực vận động cử tri khi ngày bầu cử đang cận kề. Theo số liệu thu thập tại 6 tiểu bang do phòng nghiên cứu của Đại học Florida tổng hợp, cử tri nữ chiếm khoảng 55% số phiếu bầu sớm so với 45% của nam giới. Đảng Dân Chủ hy vọng điều đó sẽ mang lại lợi thế cho ứng cử viên của họ khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Phó Tổng thống Harris đang ghi điểm hơn cựu Tổng thống Donald Trump với cử tri nữ. Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa cho biết cuộc khảo sát gần đây cho thấy ngày càng có nhiều người ủng hộ họ đi bỏ phiếu sớm. Tại một cuộc vận động cử tri hôm 30 tháng 10, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố Đảng Cộng Hòa đã lập kỷ lục cao nhất về tỷ lệ bỏ phiếu sớm.